một tuần nữa thăm chú bộ đội. Đây, nướng đồ cho chú bộ đội ăn đây. Trà sữa thì chăm nấu này nha. Ngon không ta? Thử miếng coi. Mấy đứa con vô miếng đi. À, chúc mừng Hiếu đi được gì nửa năm ha, cho nửa năm đi ha. Rồi, nửa năm vô, chăm vô. Đó, rồi, hai năm chứ nhiêu. Nhanh lắm con. Thì 3 tháng đi học, 3 tháng tân binh, không 3 tháng quản tân binh, xong rồi ra 3 tháng tân binh. Chăm, mẹ hút nó không lên miếng nào, mẹ nói, ủa sao kỳ vậy chứ, dính cái chăn trâu kìa đây sao lên. Thôi, chưa tốt nghèo luôn. Thế thì mình có gì, mình đi ăn cái gì. Tẩm trà sữa. Ủa, cái ảnh hả? Bún thịt nướng. Cháy rồi không, sao á? Mới học có năm 2 chuẩn bị qua năm 3 cái nó vậy nữa. Không sợ rồi. Ừ, vậy nữa. Không có làm không? Có gửi thì gửi. Gửi thì mình mới lên trường xin biết. Hả? Ba mình cơ hả?